Thưa quý vị và các bạn, trạm khí tượng hải văn Côn Đảo là một trong 18 trạm hải văn được Bộ Tài nguyên và Môi trường đầu tư phục vụ cho dự báo nước dâng, sóng thần và phòng chống bão. Và khi mùa mưa bão năm nay đang đến gần giữa biển Đông bao la, những cán bộ trạm khí tượng thủy văn huyện Côn Đảo hàng ngày vẫn bất chấp những khó khăn, hiểm nguy để túc trực, thường xuyên cập nhật số liệu, kịp thời thông báo về đất liền những diễn biến của thời tiết. Một công việc lặng thầm và ít người có thể hiểu và biết đến, nhưng những cán bộ khí tượng thủy văn nơi đây vẫn ngày đêm lặng thầm bắt mạch biển khơi nhằm giúp cho những người dân ở đất liền và hàng vạn ngư dân trên biển có thể phòng tránh được những cơn cuồng nộ và thiên tai. Hơn 12 giờ trưa, nắng chói chang cùng những cơn gió mặn chát từ biển quật vào đảo khiến ai cũng cảm thấy khó chịu, mệt mỏi và không muốn ra khỏi nhà. Thời tiết khắc nghiệt như thế, nhưng cán bộ trạm khí tượng Thủy Văn huyện Côn Đảo vẫn có mặt ngoài khu vườn của trạm khí tượng để ghi chép số liệu từ những thiết bị đo thủy văn, khí tượng nơi đây để thông báo về đất liền theo quy định 4 đến 8 lần một ngày. Vì 4 giờ sáng, bây giờ mình làm thân ca thì tới giờ mình tưởng là lúc đó mà có mưa hay là có bão hay gì là cũng đi là cho nó tưởng xét giờ tại vì nhà dân rất quan trọng. Mình báo trễ là người ta không nhận được, mất số liệu của khí tượng là rất là quan trọng, tại vì số liệu của mình là số liệu của Cà Mau. Trung bình mỗi năm có từ 12 đến 13 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, có khi lên đến gần 20 cơn bão và áp thấp trên Biển Đông. Trong đó, gần một chục cơn bão ảnh hưởng tới Côn Đảo, cũng là ngần ấy lần, mỗi cán bộ thủy văn ở trạm phải đối mặt với những hiểm nguy. Những lúc bão to, gió lớn ập vào đảo, mọi người đều tìm những nơi tránh trú an toàn cho tính mạng. Nhưng với cán bộ khí tượng thủy văn, cứ mỗi 30 phút lại phải đội mưa, hứng gió để thu thập số liệu về thiên tai, chuyển về Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ, phục vụ cho công tác dự báo thời tiết, thiên tai. Hải văn á, hiện nay thì nó quan trắc về hướng tốc độ gió, về tầm nhìn, nước biển, về nhiệt độ, độ mặn, về mực nước và sông. Thì tất cả anh em chạm đây là chạm một thì phải là quan trắc trực 24/24. Cho nên là bộ phận tượng hải văn là phải thường xuyên thay nhau trực và số liệu phải thu thập và phải chuyển về cho trung tâm đúng theo quy định thời gian. Sau khi bộ quan trắc đúng giờ tròn rồi thì sau 5-10 phút sau số liệu mới được chuyển đi. Trực thuộc Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ nên dù cùng sống và làm việc trên đảo, nhưng các chế độ dành cho cán bộ khí tượng thủy văn huyện Côn Đảo không được ưu đãi như cán bộ công nhân viên chức của huyện đảo. Công việc lại lặng thầm, ít ai hiểu và biết đến. Thế nhưng, những cán bộ khí tượng thủy văn nơi đây vẫn ngày đêm lặng thầm bắt mạch biển khơi, làm tròn trách nhiệm cao cả của mình nhằm đem lại sự an toàn cho người dân đất liền, đặc biệt là ngư dân trước những cơn cuồng nộ của thiên tai.